Panda. I got broads in Atlanta. Just to go be in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Ngày hôm nay, ở video này, chúng ta sẽ nói qua một chút về tất cả những gì mà mình đã cập nhật vào phiên bản chiều nay. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa tất cả những điều đó từ trên xuống dưới để xem những gì mình đã cập nhật hoạt động hay là không. Ok, chúng ta đi vào chỉnh sửa đầu tiên mà mình đã nêu ra. Mình sẽ để nguyên văn câu chỉnh sửa của mình ở ngay trên màn hình cho anh em có thể thấy. Ở đây admin nói rằng chúng ta sẽ vừa sử dụng được teleport và vừa sử dụng mana shield cũng như là kiểu nổ đam của debug cùng lúc. Thì điều đó có thực hiện được hay không? Chúng ta sẽ cùng test ngay bây giờ. Đầu tiên mình sẽ sử dụng teleport và sau đó sẽ sử dụng Mario, hay còn gọi là mana shield. Rồi, anh em có thể thấy mình đã sử dụng mana shield trong khi teleport chưa hiện lại bản thân của nhân vật xuống feature này. Anh em có thấy điều đó không? Như vậy là việc này đã được admin chỉnh sửa và bây giờ chúng ta có thể làm cùng lúc đồng thời cả hai việc, vừa teleport và vừa mana shield. Đấy, rõ ràng luôn. Rồi, điều này có lợi gì? Điều này cực kỳ có lợi khi chúng ta có một nhân vật ác sung và muốn đi book cho team và anh em cầm mana sung và chỉ cần teleport liên tục và sử dụng mana shield cho đồng đội của chúng ta và việc đó hạn chế chúng ta sẽ bị gây đam bởi các nhân vật khác. Tiếp tục trong vùng câu chỉnh sửa đầu tiên này, admin có nói chúng ta vừa có thể sử dụng teleport và vừa sử dụng được spoiler của debug. Bây giờ mình sẽ cùng anh em test và để test điều này thì chúng ta phải kiểm quái để xuất hiện được debug. Để xuất hiện được debug, chúng ta sẽ phải sử dụng skill đấy. Khi mà quả ảnh hưởng debug sẽ có một hình độc ở trên đầu này anh em thấy không? Bây giờ mình sẽ vừa sử dụng đây, mình sẽ sử dụng nổ đam đầu tiên cho anh em thấy. Đó, đây là skill nổ đam 44 cam máu. Rồi, mình sẽ sử dụng skill bình thường lại một lần nữa. Bây giờ mình sẽ vừa teleport vừa sử dụng nổ đam xem. Teleport và được lại lần nữa nhé nhé. Rồi, cho quả ảnh hưởng. Rồi, bây giờ mình sẽ rồi nổ đam, anh em thấy không? Mình sẽ di chuyển xuống đây một chút cho anh em dễ dàng thấy được. Mình sẽ sử dụng teleport và nổ đam. Đấy, mình chỉ nhận một lần duy nhất ở skill nổ đam nhưng mà vẫn chưa được mượt mà nha anh em. Tiếp tục mình sẽ phải đánh rồi quái đại diện hiệu ứng đi bút ở đến đâu này nha. Bây giờ mình sử dụng teleport vào đây và nổ đam. Đấy, nổ đam liên tục. Rồi, mình sẽ sử dụng teleport được và nổ đam. Đấy, vẫn nổ đam. Rồi, như vậy cái nốt đầu tiên, cái chỉnh sửa đầu tiên của admin đã được áp dụng. Chúng ta sẽ chuyển sang cái chỉnh sửa thứ hai. Ở đây admin nói rằng ở server chúng ta đã sửa lỗi có thể sử dụng STOL, tức là có thể sử dụng được Elemental Talisman Upload, tức là tăng phần trăm may mắn khi up level của win. Level thuộc tính, đây, win, element, level up. Mình sẽ bỏ cái win của mình xuống và đưa lên. Anh em có thể thấy ở đây không xuất hiện ô để chúng ta có thể chữa vật phẩm, nhưng mà chúng ta vẫn có thể click vào được. Đấy, bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng Elemental Talisman Upload để có thể nâng cấp được dòng tím, tức là dòng đam thuộc tính hoặc death thuộc tính của win. Bây giờ cái ô của mình đang là level 4, nếu như mà chúng ta sử dụng thêm STOL thì hy vọng là nó sẽ lên được level 5. Chúng ta sẽ cùng thử. Rồi, còn bao nhiêu đây? Level 3, rất mất fail luôn rồi. Như vậy nghĩa là chứng minh điều gì? Chứng minh là chúng ta vẫn đã có thể sử dụng được STOL Talisman of Luck cho việc nâng cấp dòng thuộc tính của win. Và cái nốt thứ hai này đã được hoạt động luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với nốt thứ ba. Ở nốt thứ ba, admin bảo rằng chúng ta đã được chỉnh sửa
cái ốp của Arduino, là ốp này em có thể mắc AG thêm 50%. Thì trước kia ốp này sẽ không được áp dụng, nghĩa là khi anh em sử dụng con rồng này, con Arduino này thì chúng ta cũng không được tăng thêm 50 điểm AG, nhưng bây giờ thì đã được fix và chúng ta có thể dùng một cách bình thường. Nếu như mà chúng ta dùng được một cách bình thường, nghĩa là gì? Nghĩa là thì chúng ta sẽ tính được là 1076 cộng 1050 bằng 1126. Đây là kết quả chính xác khi mà chúng ta sẽ sử dụng được Dino theo như mà pin đã nêu ra. Đây, đúng rồi, 1126, mắc AG đã được tăng lên. Đây chính là option đã được chỉnh sửa, báo xuống, nó chỉ còn là 1076. Mang vào, nó sẽ lên được 1126. Điều này sẽ có lời cái gì? Lời là nếu như mà một số anh em vừa đang level thấp và việc một tím AG mất quá nhiều ảnh hưởng đến việc anh em đi trên, thì anh em có thể cân nhắc đến lựa chọn việc tăng thêm 50 điểm AG này từ con Dino. Và việc tăng từ Dino cũng giúp chúng ta tăng thêm 15% đam, và cũng như hấp thụ đi 10% đam nhấn vào từ quái vật. Rồi, chúng ta sẽ đi đến với cái chỉnh sửa thứ tư. Thì bây giờ admin đã chỉnh sửa được hiệu ứng của skill Swoop Blow và cũng như các skill tiếp theo. Thì chỉnh sửa ở đây là gì? Hồi xưa skill Swoop Blow của chúng ta chỉ có thể tấn công theo một đường thẳng, theo một đường thẳng như vậy, và tất cả những quả xung quanh sẽ không được nhận đam, và đam của chúng ta sẽ bị thu hẹp rất là nhiều. Điều này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cho nhân vật BM của chúng ta khi mà đi solo một mình. Nhưng mà bây giờ anh em có thể nhìn thấy trên màn hình, hiệu ứng kiếm lao vào gần như là full màn hình luôn, và tất cả các quái mà chúng ta có thể thấy đều bị gây đam. Anh em có để ý không, tất cả những quái xa xung quanh đều có nhiều ảnh hưởng của Swoop Blow, và điều này cực kỳ mang lại hiệu quả cho anh em đưa vào chúng ta, nhất là những người mà yêu thích nhân vật DK như mình. Và điều này cũng sẽ được sử dụng cho các skill khác. Chúng ta sẽ tiếp tục với chỉnh sửa tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái chỉnh sửa tiếp theo của mình. Mình bảo rằng đã chỉnh sửa lại mob của vị trí quái là 135 nhân với 135 ở map ở camel. Đây, 132, 131. Mình sẽ giết bớt quái cho nó hồi sinh lại. Anh em có thể thấy được rõ ràng sự chỉnh sửa của mình. 1, 2, 4, 35. Rồi, 35, đây vị trí này. Bây giờ sẽ thành là 4 con Sapi Queen và 2 Shadow Look. Đây, Shadow Look 2 con này anh em. Sapi Queen bây giờ cũng là 2. Rồi, Sapi Queen 2 con nữa ở đâu? Và chưa thấy, mình bảo là sẽ có 4 ngơ. 4 con Sapi Queen và 2 con Shadow Look. Rồi, 2 con Shadow Look và 2 con Sapi Queen, chứ không phải là 4 Sapi Queen và 2 Shadow Look nha. Cái này sẽ là không hoạt động và yêu cầu mình check lại lần nữa để mình clear hết quái ở trong khu vực này để xem nó có hồi sinh lại đúng hay không. Ta sẽ phải clear hết quái ở đây để có được một cái spot quái như là chính xác. Bởi vì trước khi chúng ta đến thì có thể là quái sẽ đi lung tung nhé. Thì chúng ta sẽ phải clear dọn quái hết đã. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại spot xem. Đúng rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với chỉnh sửa tiếp theo của admin. Thì admin bảo rằng ở vị trí 135 nhân với 135 đây, ở map swap ở camel 135.15335 thì bây giờ sẽ được tăng lên 4 Sapi Queen và 2 con Shadow Look. Đây, anh em cũng có thể thấy. Rồi, chúng ta sẽ đợi nó hồi sinh xem có đúng là 4 Sapi Queen và 2 quái vật Shadow Look hay không. Rồi, chính xác, 1, 2, 3 và 4 Sapi Queen và 2 Shadow Look bây giờ đã được chỉnh sửa. Thì điều này giúp ích gì cho anh em? Điều này sẽ giúp cho anh em làm nhiệm vụ
bảng reset điểm của anh em. Đây bảng reset điểm này thì chúng ta không phải tốn tiền mua nữa, mà chúng ta có thể làm nhiệm vụ, và từ nhiệm vụ chúng ta có thể đổi lại được cái sách reset điểm. Chúng ta sẽ đi đến cái tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với chỉnh sửa tiếp theo, cũng là một chỉnh sửa cực kỳ hấp dẫn. Và bây giờ mod PC đã được đổi từ sử dụng sụt sang crack. Ui trời ơi, đây rất là nhiều anh em nâng giá ngay lập tức, bắt crack bằng 200 bitcoin được. Anh em tận dụng lợi thế rất là nhiều, vì crack bình thường ở server mình thì không sử dụng nhiều. Đây level of crack, bây giờ chúng ta có thể sử dụng crack để có thể quay và đạt được một trong những vật phẩm này. Mình sẽ quay thử. Vậy không có 4x4, đây mình sẽ phải bỏ ô này ra. Chúng ta đạt được gì đây? Chúng ta vừa đạt được 5 viên B, đổi 5 crack lấy 5 viên B cũng được anh em ạ. B khi nào thì cũng đắt hơn crack. Bây giờ thì anh em cứ gom hết crack lại và sử dụng PC mod này. Đây PC mod, và chúng ta quay. Rồi, sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra ở server VIP, nghĩa là server Platinum. Thì khi mà anh em ở server VIP thì tất cả những gì mà áp dụng ở server thường đều được server VIP đều có, từ bot hay tất cả mọi event đều có thể chơi ở server VIP. Tiếp tục, ta bây giờ sẽ kiểm tra cái chỉnh sửa tiếp theo. Chỉnh sửa tiếp theo admin bảo rằng thêm một cái rương NPC ở trong AIA. Đây rồi, bây giờ AIA của chúng ta sẽ có thêm một cái rương ở vị trí là 82.16. đây 82.14.15.16 là đây rồi. Đây chúng ta đã có một cái rương. Cái rương này sẽ thuận tiện cho anh em trong việc là đi đào mỏ. Anh em có thể đến đây đào mỏ hoặc là sử dụng NPC này để có thể tạo ra được đá cao cấp để ép dòng vàng, và có thể sử dụng NPC này Edition để có thể tẩy đi cái dòng vàng mà anh em không mong muốn. Tiếp tục chỉnh sửa tiếp theo, mình bảo rằng đã chỉnh sửa được khả năng Splash và Area Attack, nghĩa là vùng tấn công của chiêu Sword Blow. Thì như hồi nãy mình đã nói rồi, đây mình đã cho anh em chứng kiến cái điều đó toàn màn hình luôn, kiếm bay toàn màn hình, bàn kiếm quy tông luôn. Tiếp tục chỉnh sửa việc đặt lại các giới hạn đầu vào cho các sự kiện ngay đầu tiên của tháng. Cái này hiểu đơn giản như vậy anh em, chúng ta phải nhấn T lên và nhấn Event Map. Ở đây xưa nay đầu tháng của chúng ta sẽ bị lỗi là chúng ta không được reset lại cái giới hạn ngày này, nghĩa là giống ví dụ ngày hôm trước anh là ngày 30 và tháng 9 đi, anh em đi full hết loot cassette rồi, hoặc là đi hết debut, đi 6-6 luôn, nhưng mà sang ngày tiếp theo là ngày mùng 1 tháng 10 thì cái bảng này nó không reset cho anh em, nên anh em không thể đi được mặc dù là đã qua ngày rồi. Thì bây giờ mình đã chỉnh sửa điều đó và chúng ta sẽ không bị lặp lại lỗi này nữa. Lỗi này thì cũng đã gây ức chế rất nhiều cho anh em, nhất là những anh em mà chuyên cày rút để có thể bán và mua đồ trong game này, làm lợi cho thương nhân anh em ạ. Anh em nào thương nhân mà chuyên bán đồ rút thì thôi rồi luôn, mau giàu. Ok, chúng ta đến với chỉnh sửa tiếp theo của admin. Admin bảo rằng skill thẻ băng của Masterbot được kia là không hiển thị đam khi mà chúng ta tấn công quái. Thì bây giờ điều đó đã được fix. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng tấn công xem skill này có được gây đam hay không, hay là vẫn phế như cũ. Đã hoạt động nha anh em, rất là tốt. Đam quái hiện khá là đều. Đây, chỉnh sửa này sẽ có lợi gì cho anh em? Điều này sẽ cực kỳ có lợi đối với những anh em sử dụng EBM, hay còn gọi là BM Book. Thì xưa nay skill này không hoạt động được vì việc mà anh em đi trên phụ team thì cực kỳ khó khăn đối với EBM, hoặc là những anh em mà thích EBM mà đi solo là khó rồi luôn, khóc luôn, nhưng mà không thể sử dụng được skill này. Nhưng bây giờ điều này đã được fix rồi, đam nhảy rất là đều, hiệu ứng slow cũng hiển thị khá là đầy đủ, gần như là một bước cải tiến, một chỉnh sửa khá là tốt của mình. Rồi, anh em có thể thấy trên màn hình đam cực kỳ đều, không có hiện tượng là không hiện đam. Điều này mình đã làm rất là tốt. Tiếp tục, chúng ta có một chỉnh sửa nữa là chỉnh sửa về
tính 3D của game, nghĩa là thu phóng game như này. Mình đầu tiên chúng ta sẽ phải nhấn F6. Mình sẽ chỉ cho em luôn, chúng ta sẽ nhấn F6. Đó, F6 để open camera này. Đây, camera on. Sau đó chúng ta sẽ nhấn phím shift và giữ phím shift kèm lăn chuột. Đây, chúng ta có thể thu nhỏ hoặc là phóng to. Được. Đó, ok phải không anh em? Rồi, hồi xưa thì chúng ta chỉ cần F6 và chuột phải. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải thêm lăn chuột và nhấn shift. Đây, chúng ta có thể thay đổi góc độ. Đây, thay đổi góc độ để chiêm ngưỡng MBM chúng ta đẹp hơn rất là nhiều. Để có thể xoay ngang như vậy thì chúng ta sẽ phải nhấn shift và nhấn tiếp chuột phải, và chúng ta xoay chuột xung quanh. Rồi, khá là ngon. Để quay trở lại về ban đầu, chúng ta có thể nhấn F7. Rồi, chúng ta sẽ đến với chỉnh sửa tiếp theo của mình. Và chỉnh sửa này sẽ khá là thay đổi khá nhiều cái meta đi săn bọt của anh em. Thì chỉnh sửa này bảo rằng chúng ta bây giờ không thể sử dụng đứng trong vùng bot zone này và nhảy sử dụng cái nhảy kênh này. Đây, nhập vào và chúng ta nhảy sang các kênh khác để chúng ta có thể săn tiếp tục săn bot. Thì bây giờ nó sẽ không được làm như vậy, mà chúng ta sẽ phải, đây được gọi là khu vực bot zone nha anh em, zone bot này, cái trend này, chúng ta phải di chuyển ra ngoài và chúng ta mới có quyền được đổi kênh. Đây là một trong những thay đổi mà anh em khi mà đi săn bot phải chú ý, cảnh bị người ta cai bot. Chúng ta đến với chỉnh sửa tiếp theo của admin. Bây giờ admin bảo rằng chúng ta đã được thay đổi giá tiền của việc mua, phải gọi là con đo để ép cánh. Và con đo đó là gì, chúng ta sẽ cùng đi tìm. Đây, con đo bao magic complete con đo thì đã được hạ xuống từ 4695 nghìn con và xuống còn 2115 nghìn con. Đây, chúng ta đã được thay đổi, cũng như là bao khi mà sử dụng để ép cánh cấp 2, cánh này là cánh cấp 2 nhé, là hạ xuống từ là 1395 nghìn con xuống còn 795, và chúng ta sử dụng cái này và một cái win cấp 2 cộng 9 để tạo ra win cấp 3. Thì điều này có tác dụng như thế nào? Vì hiện tại hình như là server anh em đều có win 3 và win 4 mang rồi, và trước đó có event drop cái con đo đó, cái bow con đo, nên anh em gần như là đều có win 3. Nên gần như cái việc mà có vật phẩm đó trong eShop thì hình anh em sử dụng. Và theo mình được biết, chúng ta sắp tới sẽ có thêm event speed, nghĩa là server speed, để giúp chúng ta kéo level. Thì khi mà anh em ở server speed thì anh em không thể di chuyển đồ từ server chính xác, nên tăng cái giá trị kích cầu là anh em muốn anh em mua cái vật phẩm đó để mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Chúng ta sẽ đến với một số chỉnh sửa tiếp theo. Chỉnh sửa tiếp theo admin bảo rằng sửa đổi chức năng F1 trong trò chơi với hướng dẫn và cái danh sách. Cái này thì ta có thể đặt F1 này rồi, trắng phếu luôn, không có gì hết luôn. Rồi, lựa chọn ngôn ngữ tiếng Anh. Tiếp tục chúng ta có phần hỏi. Rồi, không hiển thị. Chúng ta sẽ thử lại một lần nữa. English. Dần. Rồi, đây sẽ có rất là nhiều hướng dẫn cho anh em lựa chọn. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ có hướng dẫn đối với Win 1 là xem nào. Rồi, quả là tuyệt vời. Cách ép Win 1 ra làm sao? Đây, chúng ta cần một chao và một vật phẩm chao item cộng 4 và một cái viên chao. Thì chúng ta có thể sử dụng thêm ngọc Blast Rock Suit để tăng phần trăm và thêm được cái Lesser Stone Speed là cái này, đá xanh, mình hay gọi là đá xanh. Đây, chúng ta một cái vũ khí chao cộng 4 có ồn và một viên chao. Rồi, chúng ta sẽ trở lại bằng cách quay lại tutorial. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng với Win 4 nhé. Không, tạo Win 4 đi. Chỉ tạo Win 4 cần cái gì? Đây, 50 Golden Station, 30 chao, 30 Cred, 30 B, 30 Sụt, 1 Warden Peter và 1 Warden Flam. Là tạo như nào? Rồi, chúng ta đến với chao Gobin. Ta sử dụng máy chao, còn cái kết hợp là Regular. Đây, và chúng ta có thể sử dụng bùa 10%. Và đây,
đây cách ép. Rồi chúng ta nhấn complete và chúng ta có thể kiến tạo ra cánh wing cấp 4 hoặc là cánh cấp 4. Rồi mình chỉ hướng dẫn qua một chút sơ qua về cả chỉnh sửa này, như là đầy đủ tất cả mọi thứ luôn, có cả cái gì đây, level harmony này, cristic này, làm sao để tạo được xích này, rồi làm sao tạo được vũ khí rồng cấp 2 này, đây tạo vũ khí hồng cấp 2. Đầu tiên chúng ta phải tạo búa, búa sẽ từ 10 mảnh stealth heaven này, đó chúng ta sẽ tạo ra được một búa đây, và một búa, và từ búa chúng ta kết hợp với một cái vũ khí rồng 15 30 b 30 súng 32 và một chao thì chúng ta sẽ có thể tạo ra được vũ khí rồng. Rồi chúng ta sẽ đến với beginner xem. Beginner thể có mục từ 1 đến 400. Đây sẽ là hướng dẫn ban đầu cho anh em. Đây, chào mừng đến với RealMU chân 16. Đó, cao nhất hiện tại là level 1300, giới hạn 10 cao cho với mỗi IP, nghĩa là một IP chúng ta sẽ chỉ được on 10 up, nhưng mà up là vô hạn đấy nhé anh em, up bao nhiêu thì up. Ở server PVP khi mà chúng ta đi event thì chúng ta chỉ có thể lắp được 2 up, còn đối với server VIP thì có thể là vô vàng luôn, 10 up trở lên mà được. Đó, làm thế nào để party, thế nào để có set may mắn tác dụng gì, làm thế nào để sử dụng mũ helper này, đây là mình đã chỉ cho anh em luôn rồi. Đó, nhiệm vụ 1 làm cái gì ở đâu này, trời ơi quả là kỳ càng luôn nha anh em. Đó, nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 3 này. Đó, đây là cách làm nhiệm vụ từ 1 đến 100 beginner. Hy vọng là tiếp theo anh em admin có thể sử dụng cái mục này vào rất là nhiều ứng dụng khác nhau để giúp ích cho anh em. Rồi chúng ta sẽ đi đến với cái chỉnh sửa tiếp theo. Cái chỉnh sửa tiếp theo sẽ được sử dụng là gì đây? À, cái này có nghĩa là khi mà anh em đi PVP mà để tính điểm vào top PVP ấy, thì phải giống như mình diễn một nhân vật đây, mình ví dụ mình diễn nhân vật đây Mimada này, sau khi mình diễn nhân vật Mimada thì phải 3 phút sau mình mới có thể diễn tiếp được nhân vật này thì mình mới được tính điểm PVP. Để mục đích của mình để làm gì? Để tránh cái việc mà rất là nhiều người họ sử dụng cái việc lợi dụng cái lỗ hổng này có thể búp điểm liên tục, làm cho cái điểm top PVP của chúng ta sẽ bị xáo trộn và không còn công bằng nữa. Và cái chỉnh sửa tiếp theo là tính toán lại cái búp treo của cái sung, nhân vật sung. Thì nhân vật sung hồi xưa là đúng ra theo web gen là càng tăng nhiều agi sẽ mana siêu sẽ càng được tốt, tản được nhiều đam. Nhưng mà trước kia thì ở server RealMU thì việc mà tăng mana cũng giúp cho mana siêu có tác dụng tốt hơn, nhưng bây giờ thì không phải, bây giờ việc này đã được chỉnh sửa. Tuy rằng việc anh em tăng mana vẫn sẽ có tác dụng cho mana siêu, nhưng mà sẽ không tốt bằng khi mà anh em tăng full vào agi cái nhện. Thì anh em lưu ý đây cũng là một cái meta thay đổi khi mà chúng ta build với một nhân vật agi chung. Tiếp tục với cái việc mà phòng thủ đam thuộc tính của cái nhân vật Rune Witcher thì ở đây IGCN, nhà tạo ra game, đã có một số chỉnh sửa nhưng mà cũng không có nói gì nhiều về cái việc chỉnh sửa như thế nào và tăng hay giảm. Thì cái việc này anh em có thể test cụ thể, mình cũng chưa có thời gian để test được. Rồi chúng ta sẽ đến với cái việc bonus đam cho điểm pool. Hồi xưa sell view game mua online đó là trang web để chúng ta có thể căn cứ vào các cái chỉ số để chúng ta tăng điểm cho nhân vật, thì ứng với 1.500 điểm, 2.000 và 3.000 thì chúng ta có các mốc tương ứng là 10, 20 và 30% đam hoặc là đép sẽ được thêm vào ứng với mỗi agi hoặc là stain của nhân vật BM khi chúng ta tăng lên. Nhưng mà nãy mình có test thì cái việc này nó gần như là chưa được áp dụng và mình không hiểu là cái việc này áp dụng như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test cụ thể anh em thấy điều này luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với bài test điểm thưởng khi mà chúng ta đặt mốc bonus, hay còn gọi là bonus pool. Thì bonus pool là gì? Nghĩa là khi mà chúng đối với nhân vật DK, ví dụ như nhân vật DK của chúng ta, thì khi mà chúng ta đạt được 1.500 điểm stat thì chúng ta sẽ được bonus 10% đam được tăng lên. Đam ở đây có thể là power đam của spell hoặc là của
à, bình thường mình chưa cần quan tâm. Bây giờ chúng ta sẽ test xem việc đó có hiệu quả hay không. Rồi, chúng ta sẽ đi đến 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, 9, 9, 1, 4, 9, 9. Ta 21, 21 spell nha nhé. Và 483 đam. Khi mà chúng ta, nếu như đúng ra thì chúng ta sẽ phải đạt được là bao nhiêu? Nếu như đúng ra rồi chúng ta đạt được 10%, nghĩa là chúng ta sẽ đạt được là 483 cộng với 18, tức là 10%. Chúng ta sẽ được là 531 Aptica Power. Và chính xác, bây giờ mình thử tăng lên. Và 21 thì nó sẽ phải tăng lên là 2,1, nghĩa là 10%. 2,1 nghĩa là phải là 21 21 cộng với 2,1 lại bằng là 3,1, phải không? Rồi, mình sẽ tăng lên 1 lần 5, chỉ tăng lên 1 điểm. Spell Attack Power cũng không tăng tiếp 1 điểm nữa, cũng không có gì thay đổi. Thì việc này mình không hiểu rằng hiện tại ở server này việc bonus pool là đã bị ẩn đi hay là việc này là đã không được áp dụng và không được hoạt động ở trên server này. Mình mong là mình khi theo dõi được server cái video này của mình thì kiểm tra lại và bảo lại với IGCN để chúng ta có được một cái build chính xác và hệ thống hơn, khi mà các công thức của chúng ta tính toán thì nó không được gì muốn. Rồi, bây giờ chúng ta đến với cái chỉnh sửa tiếp theo. Các mình bảo rằng đã chỉnh sửa kỹ năng của Peer Attack. Ngày xưa thì Peer Attack gây sát thương trên một khu vực quá lớn thì bây giờ đã bị hạn chế lại. Rồi đơn giản hơn, nghĩa là cái khu vực tấn công của Peer Attack sẽ bị thu nhỏ lại hơn so với ngày xưa. Đây cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với anh em trên. Rồi, các nhân vật Kick Slayer như bạn Baby Love. Ta sẽ đến với chỉnh sửa tiếp. Và cái chỉnh sửa này bảo rằng combo của DK sẽ không bao giờ mix nữa. Rồi, combo DK là gì? Ta sẽ đến với combo DK. Mình sẽ đến với Desmop. Ta sẽ test xem combo DK. Mình bảo rằng bây giờ sẽ không mix nữa. Và mình cũng chưa có cơ hội để đi test PvP. Ta thử test trên quay để cho anh em thấy combo DK là gì. Rồi, đây là combo DK nhé. Đó, nổ đam. Vừa nổ đây em, anh em. Rồi, vừa nổ đấy. Đó là combo của BM. Đó. Thì admin bảo rằng combo của BM sẽ không bao giờ mít nữa. Nhưng mà hồi nãy mình có test sơ qua một chút thôi, cũng không có thời gian test quá dài. Mình cảm thấy nó vẫn bị mít. Hy vọng là mình cũng check kỹ lại cái việc đam của combo BM có bị thay đổi hay không. Hiện tại là BM đang bị nét quá nhiều khi mà đi PvP. Tiếp tục, vẫn là nhân vật Slayer. Đặc mình bảo rằng bây giờ sát thương vật lý PvM chỉ là tác dụng lên quái thôi nhé, còn lên người thì sẽ không thay đổi. Của Slayer sẽ được tăng lên 10%. Trong đó thì đặc mình bảo rằng sẽ thu nhỏ lại phạm vi tấn công, bây giờ lại tăng thêm khả năng gây đam, coi như là một cái bù trừ hợp lý. Nhưng mà tăng lên 10% đam là cũng là một con số lớn đấy nhé. Tiếp tục, một chỉnh sửa cực kỳ quan trọng nữa là tất cả các quái trên server của chúng ta sẽ bị giảm đi 35% máu, là gần như gần một nửa luôn rồi. Nghĩa là việc anh em diệt quái vật đi trên sẽ cực kỳ dễ dàng mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào putty và tăng theo kiểu nhanh nhẹn. Việc này đảm bảo sự cân bằng khi mà giá của cái Radiant putty Lyra của server chúng ta khá là cao. Và nhà nhà người người sử dụng putty mà không chú trọng đến cái việc tăng pool sao cho hợp lý. Ngay cả bản thân mình đây mình sử dụng Lyra Public, đừng nói ra nữa. Nhưng mà điều này cũng sẽ không hành nhiều đối với meta của anh em. Khi mà anh em không có đồ thì việc sử dụng Public vẫn là một cái sự lựa chọn cực kỳ hợp lý và đặt đầu tiên bắt gạo. Tiếp tục, admin chỉnh sửa cái thời gian book của Mana Shield từ 2,2 phút, từ 3 phút xuống còn 2,2 phút theo mặc định của GMO hay còn gọi là của WebGen. Bây giờ chúng ta sẽ có thời gian book Mana Shield đi trang WebGen luôn, không có gì thay đổi cả. Từ 2 phút đến 3 phút là một phút thời gian cũng khá là ok đấy anh em ạ. Tiếp tục, chỉnh sửa về cái sự kiện
Conquest thì cái này là sự kiện PVP, đi theo Will hoặc là đồng đội. Thì nếu như anh em muốn để ý thì việc mà nhận hiệu ứng múc từ sự kiện sẽ được kéo dài hơn, từ 5 giây lên 10 giây. Cái này chắc là không nhiều anh em quan tâm cho lắm. À, còn một cái thay đổi quan trọng nữa là đối với MMM là các sử dụng skill book của MMM 2 skill mới thì đã được thay đổi, nhưng mà mình cũng chưa thông báo là thay đổi theo kiểu gì, hay là tăng đam hay là bị đẹp đi, giảm đi. Thì việc này chắc có thời gian mình sẽ làm một video test cụ thể cho anh em thấy luôn. Và có một cái cực kỳ quan trọng, đó là thời gian bơm máu của chúng ta đã bị giới hạn. Hồi xưa thì chúng ta sẽ không giới hạn bơm máu, nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có thể nhận QW, đây mình có thể cho anh em thấy QW này, đây đó, chúng ta có thể nhận liên tục. Và rất nhiều người lợi dụng việc này để sử dụng auto bơm máu, rất là lộ cho những người chơi chân chính khi mà không sử dụng auto. Và chưa gì mà bạn ấy vào đã bằng chóe như vậy này, đây thì bơm máu bằng chóe cả người lên, thì mình không hiểu tại sao mà mình có thể đi PK được như vậy. Và điều này sẽ giúp cân bằng game hơn nữa khi mà đối với các người chơi đến từ Việt Nam hoặc là các quốc gia khác, chúng ta có cái ping chậm hơn so với cái những người mà chơi ở Brazil. Thì việc này đảm bảo công bằng nhỉ, giới hạn thời gian bơm máu xuống còn 350 ms. Nghĩa là cứ thời gian anh em có ping, anh em có nhanh để bao nhiêu thì phải mất 350 ms thì ta mới bơm được một ping. Anh có đứng ở server tốt, ở server Brazil thì anh cũng như tôi mà thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ vẫn phải ping nó thấp quá thì chúng ta cũng sẽ phải sử dụng tạm giảm ping hoặc là tiny ping hoặc là acid lag để có thể giảm cái ping xuống, thì chúng ta mới có thể tung skill tốt được, không bị lag, không bị delay skill. Đây là cùng một cái hạn chế cải tiến của mình để giúp chúng ta có thể có một môi trường chơi nó công bằng hơn mà thôi. À, trên đây là những cái update của mình ở biên bản cập nhật chiều ngày hôm nay. À, còn một điều mình quên nói với anh em nữa, trên màn hình luôn, chúng ta sẽ có một event Halloween sẽ diễn ra hình như là khắp các map, và chúng ta sẽ phải đi tìm GM Lucas và ta dây với GM thì chúng ta sẽ nhận được rút này, ngọc hoặc là một cái hộp Halloween màu xanh. Thì drop ra cái gì thì admin chưa nêu cụ thể mà nghe bảo là rút. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái server speed. Server speed này chúng ta sẽ được nhân 3 ESP, và người nào chiến thắng đứng top đầu của cái việc server speed này sẽ được thưởng $600. $600 là tương đương với bao nhiêu này, $500 là hình như hai mươi lăm ngàn rồi, bao nhỉ, một đô gần 25 ngàn, $100 gần như 23 triệu. Một con số khá là lớn đấy nhé. Nếu như anh em gắn cay của cái server speed này thì chúng ta vừa có tiền vừa có được chút đô nữa. Thì cách mà có thể mà cay ở server speed là anh em chuẩn bị BL 100. BL 100 là gì? Đây, chỉ anh em luôn, đây Blast Apply tăng 100% EP, ta mua full book, ta cắn liên tục và chúng ta nhảy map liên tục, thì việc anh em đua top server để là ok hơn rất là nhiều. Nên đây là những cái chia sẻ của mình về cái phiên bản nhận ngày hôm nay. Hy vọng là cái phiên bản này sẽ hỗ trợ ít nhiều cho anh em, những nhân vật nhà nghèo như mình. Để chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Có thời gian thì mình sẽ có làm thêm nhiều cái test ở cái bản cập nhật này hơn để anh em thấy rõ được. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.